Chào mừng quý vị và các bạn đến với mục đọc truyện trên kênh VN Youtuber Các bạn thân mến, trong phần trước các bạn đã theo dõi chương 10 của tiểu thuyết Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp chương 11 của bộ tiểu thuyết này Nắng chiều còn gay gắt, mặt sông ửng hồng, sóng nước chuyển động mạnh Hàng chục chiếc ghe xuồng bồng bềnh giặt sát vào bờ khi chiếc đỏ máy chở khách từ Cao Lãnh cặp bến Sa Đéc Bến đò là đoạn kè đá cạnh lề đường phố. Bảy liệng theo sau hành khách, chậm rãi rời cano bước lên bờ. Cô ta hơi ngửa mặt, đưa mắt nhìn dãy nhà bên kia đường. Vẫn nhà tầng, nhà trệt quen thuộc dạo nào. Hầu hết chủ nhà là người Hoa, với những cửa hàng lẫn lộn. Chạp phô, hủ tiếu, tiệm cơm, chen vách nhau, gắn bó thân thiết như thể hiện tình tương trợ cố hữu. Đại úy Bảy Liệng lúc này biến thành cô gái miền Tây Nam Bộ cũng quần lãnh đen, áo bà ba xanh đậm, chiếc khăn rằn hở hững bên vai, tóc búi cao lộ khoảng gáy, trắng hơn da mặt nâu nâu dám nắng. Khuôn mặt đầy đặn không đẹp nhưng dễ coi, cặp mắt sắc, làn môi hơi dày, thái độ bình thản tự tin. Không còn gò bó trong bộ đồ lính màu đen, không còn chiếc dây lưng da to bản với khẩu súng côn 12, bảy lượng từng chỉ huy đại đội lính gái của bà Năm đã trộn lẫn với ba bốn cô gái bình thường đang đi cùng chiều trong phố. Tay sách túi giả da cỡ lớn, loại túi du lịch, bảy liệng giáo bước vượt qua hai đoạn phố ngang, tiến về phía bến xe đỏ. Tại đây không kể giờ giấc, luôn luôn có xe lô, loại xe nhỏ đưa đón khách đường dài. Bác tài xe lô vừa thấy bảy liệng đã vội săn đón và hướng cô gái đi lại phía xe đậu cạnh đó. Đi Sài Gòn cô hai, còn một chỗ thôi, xe chạy ngay. Trong xe, năm hành khách đều quay đầu nhìn. Họ đã chờ khá lâu, đang mong xe đủ khách để sớm khởi hành. Người đàn bà lớn tuổi vui vẻ chuyển vào phía trong, dành cho cô khách mới, khom lưng bước lên chỗ ngồi. Xe khởi động ngay, chuyển bánh chạy vòng vòng chậm chậm qua chạm gác. Bác Tài lơ đãng vẫy tay báo hiệu cho viên cảnh sát quá quen. Xe phóng nhanh ra đường lớn, gió chiều lùa mạnh qua cửa, xua hơi nóng đang hầm hập bên trong tan biến bảy liệng dùng gót chân đẩy chiếc túi sách sâu vào trong gầm ghế tựa lưng sát nệm sau kéo góc khăn rằn lau mồ hôi động trên mặt đưa mắt quan sát hành khách trên xe bốn bà lớn tuổi và một người đàn ông trung niên ngồi phía trước cạnh tài xế tất cả không có gì đặc biệt đáng để quan tâm thời gian dài căng thẳng qua rồi cơn mệt đột ngột ập tới và cũng đúng lúc này bảy liệng mới cảm thấy đau nhức ở hai bắp chân do dây vải cột quá chặt một con dao găm và một khẩu súng ngắn cỡ sau ly 75. Nhưng cô ta yên tâm không sợ ai phát hiện nhờ hai ống quần đen rộng che khuất. Được ngồi yên, hai chân thư giãn, nhức nhối giảm dần. Vừa nhắm mắt, khuôn mặt bà Năm lại hiện ra trong trí. Tiếp theo là những việc đột biến vừa qua như dòng nước ùa về. Bảy liệng không tránh khỏi suy tư. Chỉ mới có ba ngày Cô ta cảm thấy như thời gian kéo dài lâu lắm. Ông bà Trần Văn Soái quyết định về hợp tác với ông Diệm. Lệnh tập hợp quân lính được ban ra khẩn cấp, nhưng chỉ hơn nửa số quân theo lệnh Soái về đầu. Số còn lại lặng lẽ bỏ đi. Họ trở về với làng xóm, với gia đình. Sĩ quan binh lính nạp súng tại nơi quy định, lên đoàn xe đến đón, đưa về tỉnh lỵ Cần Thơ trình diện. Trong lòng họ cũng mang nặng nỗi lo âu dai dứt như chủ tướng của mình. Tất cả chấp nhận số phận do tay người định đoạt. Hơn 100 lính gái của bà Năm được lệnh giải tán. Chúng rất xúc động khi chia tay với Bảy Liệng, người chỉ huy có nhiều tình cảm gắn bó với họ. Bà Năm rộng rãi hơn bao giờ hết, ban phát cho mỗi người một số tiền kha khá, coi như dứt khoát giải quyết một lần, ân tình đã sống chết vì bà trong nhiều năm qua. Một mình Bảy Liệng được theo chân mẹ nuôi về hàng Ngô Đình Diệm. Đêm hôm trước khi vợ chồng xoái lên xe về Sài Gòn Trình diện cùng với số sĩ quan tham mưu thân cận Bà Năm gọi bảy liệng vào phòng riêng sau bữa cơm tối Bà dắt cô gái ngồi cạnh mép giường Với vẻ xúc động trên mặt Trong giọng nói bà tâm sự Má chỉ có còn trông vào hai đứa bay Thằng hai đang du học bên Tây Lúc này chỉ còn mình con ở cạnh má Tiếng má đầu tiên bảy liệng được nghe Đã làm cô ta xúc động thật sự cô gục đầu vào vai bà năm tức tuổi bà ôm đầu đứa con gái nuôi sát vào ngực mình ngập ngừng con ạ à, má chỉ tin lời hứa hẹn của ông đốc phủ thơ nhưng trong lòng má vẫn lo má nghi ngờ anh em nhà diệm phản chắc vì vậy má vẫn phải đề phòng bà vỗ nhẹ lên chiếc túi giả ra ngay cạnh chỗ ngồi và nói tiếp trong túi này là tài sản má dành dụm gần hết cuộc đời mới có được mười ngàn hạt xoàn lớn nhỏ số vòng ngọc và ít đồ trang sức của hai má con ta so với số tiền mặt ông tổng gửi ở các ngân hàng nước ngoài và sài gòn thì chiếc túi này còn lớn hơn cả ngàn lần tất cả là xương máu là cuộc sống của chúng ta con hiểu chứ bà năm đẩy nhẹ đầu bảy liệng dùng bàn tay mũm mĩm nâng cằm cô gái lên nhìn sói vào cặp mắt còn đọng nước long lanh bà hơi nhếch môi cười khuyến khích bảy liệng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của mẹ nuôi mếu máu thưa bà tổng con hiểu vỗ nhẹ lên vai bảy liệng nụ cười nở rộng hơn ánh mắt dịu lại bà năm nhỏ nhẹ má chứ từ nay con không được xưng hô bà tổng nữa nghe nhớ không thưa thưa má con nhớ bà lại ôm chặt đầu bảy liệng vào ngực mình giọng thì thầm ngay bây giờ con phải ra đi với chiếc túi này túi cũ không nặng không có vẻ gì hấp dẫn cả chẳng sợ ai nhòm ngó con dùng xuồng máy nhỏ từ đây chạy thẳng về cao lãnh chọn đêm là đến sáng mai con bỏ xuồng đáp đò về sa điếc lên xe lô về sài gòn con có đủ quần áo dân thường từ nay con chỉ là cô gái tỉnh quê vừa phải không xe xua con đã khá nghề quyền cước nhưng cũng phải mang theo vũ khí phòng thân bằng bất cứ giá nào con nhớ nghen phải kín đáo đưa toàn bộ tài sản của chúng ta ở trong túi này về sài gòn an toàn bà nhấn mạnh con làm được như lời má chứ Bảy liệng mạnh dạn Thưa má Con làm được đúng như lời má dặn Con xin lấy tính mạng bảo vệ chiếc túi của má đến cùng Bà Năm vỗ nhẹ vào lưng bảy liệng Tỏ vẻ bằng lòng Bà cố ý thiết tha nhấn mạnh Chiếc túi của má con ta chứ Má già rồi Má dành dụng được cũng là để cho hai đứa bay Chứ còn cho ai vào đây Trở lại giọng thì thầm bà tiếp Đến xa đéc con nhớ chỉ đi xe lô thôi Xe lô chở ít khách Xe nhỏ chạy nhanh Đưa khách đến tận nhà bất kể giờ giấc Tới Sài Gòn Con bảo tài xế cho tới đường VG số nhà 5 Con nhắc lại đi Số 5 đường VG Đúng Đó là biệt thự lầu Có cổng sắt sơn màu xám cho Nhà ông bà tư cảo Người tin cậy nhất của má Chỉ có hai ông bà ở đấy Con trai con gái đi Tây cả con đưa thư của má cho ổng. Thư má để ở ngăn nhỏ bên ngoài túi sách này cùng với giấy kiểm tra của con mang tên Nguyễn Thị Lan. Con tự giới thiệu là con nuôi của má, ông bà Tư nhận ra ngay. Ở đó vừa kín đáo vừa an toàn, con chờ tin má. Con nhớ vật bất ly thân, chiếc túi này không được ai biết tới và cũng không để rời xa con, con hiểu chứ? Dạ. Vậy thì con đi sửa soạn ngay để kịp lên đường. Chiếc xe thắng gấp, Hành khách bị du người ra phía trước Bảy liệng giật mình Cắt đứt dòng suy tư Cô ta ngồi thẳng lên Nhận ra bác Mỹ Thuận Tất cả lùi lại Dành cho công va quân sự xuống phải trước Bà khách ngồi sát cửa bên phải Đưa đầu ra ngoài ngó nghiêng Rồi phàn nàn Chờ cho cả mấy chục xe lính đi trước thế kia Đành trễ chịu cả tiếng mất thôi Hàng xe dân sự đậu sát nhau Nối dài bên đường Tiếng động cơ ỉ ẩm tiếng còi nhẫn liên tục của đoàn quân xa tiếng giao hàng của gần chục cô gái bán trái cây tất cả như quyện vào lớp bụi đất hung hung vàng bao khắp khoảng không gian nồng nực từ các xe đò hành khách vội vã xuống đường tràn vào các quán hàng tìm bóng mát bảy liệng nghiêng mình tránh cho bà khách già ngoi ra cô ta quyết ngồi lại trong xe tránh mặt mọi người chịu đựng hơi nóng hầm hập nhạt thở quả là quá lâu trong một giờ chờ đợi cuối cùng xe cũng được xuống phà qua sông. Để bù lại, bác tài cho xe phóng nhanh hơn khi vòng ra được đường lớn. Nắng chiều đã dịu, gió lùa hơi nóng tan ngay. Bảy liệng tựa đầu vào thành ghế nệm, cơn ngủ đến thật mau. Cô ta thiếp đi trong mệt mỏi. Xe về đến chợ lớn, thành phố đã sáng rực ánh đèn. Tiếng ồn ào xe cộ làm bảy liệng tỉnh hẳn sau giấc ngủ kéo dài. Quay cổ tay nhìn đồng hồ, 7 giờ 15 phút. Bảy liệng vuốt lại gọn lọn tóc, sửa thế ngồi. Chăm chăm nhìn những dãy phố loang loáng ánh đèn đủ màu, lướt về sau chậm chậm. Xe dừng gần chợ mới, cho ba bà khách cùng xuống, rồi tiếp tục chạy thẳng sang Sài Gòn. Người đàn ông trung niên và bà già ngồi cạnh bảy liệng, cùng xuống đầu ngã sáu. Bác Tài cao giọng hỏi với về phía sau. Cô hai về đâu đây? Bác cho xe tới đường Vizier. Xe tiếp tục chạy theo đường Chasselop hướng thẳng lên đa cao. Không bao lâu sau đã tới đầu con đường nhỏ, có nhiều bóng tối, lại vắng bóng người. Vizier đây, số mấy cô hai? Số năm. Vậy đây rồi cô hai à? Xe dừng lại cạnh cổng sắt, có hai cửa rộng đóng kín. Trên cột xây ngọn đèn nhỏ xoay sáng con số năm sơn xanh. Phía dưới là nút chuông điện. Bảy liệng xuống xe, chờ xe đi khuất mới tiến lại bên cổng ấn chuông. Phải chờ khá lâu mới có tiếng chân người, Miếng sắt nhỏ bên trên cánh cửa lật vào, vừa lộ rõ mặt người, tiếng hỏi từ trong phát ra. Cô hỏi ai? Tôi ở dưới quê lên thăm ông bà tư cảo. Ông bà có nhà không? Có, có, mời cô vào. Tiếng chốt sắt chạm mạnh, một cánh cổng mở ra. Người đàn ông trên dưới 30, áo sơ mi trắng bỏ trong quần xám đậm, chân mang giày đen, chỉnh tề, lịch sự, đứng nghiêng mình đưa tay ra hiệu bảy liệng bước vào. Chờ cho người đó cài cổng quay lại, Cô ta ngập ngừng. Thưa ông là. Không chờ bảy liệng dứt câu. Người đàn ông mỉm cười tiếp lời mau mắn. Thưa tôi là cháu đằng cô Tư. Hai bữa nay chú Tư cảm bệnh. Tôi phải đến mỗi ngày giúp cô tôi săn sóc chú Tư. Trong non nhà cửa. Nào xin mời cô hai theo tôi. Bảy liệng đi theo ngay. Qua một khoảng sân dài sỏi phía hông nhà. Sát tường bên kia có xây bồn cây cảnh. Cách khoảng có mãng cầu ổi thấp mà sum xuê xanh tốt. Trong nhà, ánh sáng đèn hắt ra từ cửa sổ lớn bên hông, tỏa sáng cả khoảng đi. Trông rõ phía trong cùng là dãy nhà ngang trệt, có chiếc xe hơi màu xanh đậm bóng lộn dưới ánh đèn tròn. Cạnh đó, hai phòng bồi bếp đóng cửa. Đến bên thềm, người đàn ông dừng lại, tránh sang bên. Cô hai vào nhà đi, cô chú tôi ăn cơm xong lên cả trên lầu rồi. Cô ngồi tạm trong phòng khách, tôi lên thông báo ngay. Người đàn ông theo bước bảy liệng vào phòng cầu thang. Trong có một tủ lạnh loại lớn, một bàn lót đi ra trắng để ly tách uống nước đều kê sát bức tường ngăn phòng nhỏ này với phòng khách chiếm trọn bên ngoài. Trong cùng là chân cầu thang lớn rộng, nhìn qua khoảng cửa không cánh. Phòng khách sáng rực ánh đèn huỳnh quang, bộ sa lông đệm, bộ bàn ăn 12 ghế, những chiếc bàn nhỏ, tủ nhỏ chiếm các góc phòng. Dưới sàn trải thảm nâu cải bông xanh trắng, cách bày biện và màu sắc hài hòa với những bức tranh sơn dầu treo tường tạo cho căn phòng vẻ sang trọng tuyệt đẹp. Người đàn ông kéo cửa hông quay lại sau lưng bảy liệng, vừa nhanh vừa chuẩn, hắn chặt mạnh cạnh bàn tay vào gáy cô gái. Bất ngờ đúng lúc cô ta vô tình định tiến vào phòng khách. Chiếc túi sách rớt xuống, người đàn ông đỡ thân bảy liệng chưa kịp đổ theo, nhẹ nhàng đặt cô ta nằm ngửa trên nền sức mạnh của cú đánh trúng hệ thần kinh sau gáy đã làm cô gái hôn mê tức khắc. Với hành động thành thạo tự tin, người đàn ông không tỏ ra một chút lúng túng nóng vội. Hắn ngồi thấp xuống, lấy tấm hình trong túi áo sơ mi ra so với khuôn mặt bảy liệng, lúc này đã chuyển màu trắng xám. Hắn nhận ra những đường nét giống nhau. Cất tấm hình vào túi áo như cũ, hắn xách túi giả ra để lên bàn nước, kéo khóa lôi ra sấp quần áo phụ nữ. Dưới cùng có một gói vải mà bên trong là một chiếc túi da mềm khá nặng hắn cẩn thận mở rộng túi da những chiếc vòng ngọc những hạt kim cương ánh lên dưới bóng đèn hắn sững sờ lặng thinh không cử động vài phút sau hình như đã lấy lại sự bình ổn trong lòng hắn thận trọng xếp lại tất cả vào túi sách rồi kéo khóa hắn quay lại phía bảy liệm mặt còn thẫn thờ rõ ràng vừa rồi hắn đã toan tính và kịp thời dứt khoát dằn lòng tham nhất thời để mưu sự tương lai Hắn biết sợ, rất sợ những cặp mắt vô hình có khả năng nhìn thấy được ý nghĩ thoáng qua trong óc. Cái chết sẽ đến dễ dàng với bất cứ ai bị nghi ngờ. Kinh nghiệm sống đã giúp hắn biết rất rõ. Để xua đuổi ý nghĩ bất chợt đến chợt tan, hắn lấy bao thuốc lá trong túi quần, gắn một điếu lên môi, bật quẹt ga rít hơi dài. Khẽ ngước mặt lên trần nhà nhả khói. Người đàn ông có khuôn mặt rắn giỏi cân đối, mắt sắc, mũi cao, cằm rộng, làn môi hơi dày, nhiều ham muốn khiến hắn trở nên tàn nhẫn. Hắn quẳng điếu thuốc hút dở vào góc nhà, khung người nắm hai chân cô gái kéo lại phía cầu thang. Hai ống quần của bảy liệng tuột lên gối để lộ hai miếng băng vải ở dưới bắp chân. Hắn thả mạnh đôi chân bất động xuống nền nhà, rút ra từ hai băng vải một dao găm ngắn lưỡi. Bên kia là một súng nhỏ rất hợp với đàn bà. Cầm hai thứ vũ khí trong tay, hắn ngắm nghĩa dây lát rồi đặt lên bàn cạnh túi sách hắn lại kéo tiếp bảy liệng vào trong gầm cầu thang. Nghĩ ngợi dây lát, hắn rút khẩu súng du lô trong lần áo sơ mi dưới bụng. Tay trái xoay chặt ống hãm thanh, gạt mở chốt an toàn, nhắm mặt cô gái bóp cỏ. Đầu bảy liệng giật lên đồng lúc với tiếng nổ không âm vang. Nhiều vệt máu từ thái dương cô gái ứa ra nhỏ xuống nền nhà. Hắn nhét súng vào chỗ cũ, qua phòng khách, đến bên chiếc bàn con đặt cạnh bộ salon, nhấc ống điện thoại, quay số, Alo, 20086 phải không ạ? Thưa tôi đại quý vị, xin được báo cáo. Hắn im lặng nghe vài giây rồi tiếp. Thưa ông cố vấn, tôi đang trực ở số 5 Vizio đây ạ. Người có trong hình mà ông cố vấn lệnh cho tôi đón đã đến hồi 8 giờ. Vâng, tôi giải quyết đúng theo chỉ thị. Dạ, có hành lý mang theo. Tôi xin đưa về ngay để trình ông cố vấn ạ. Dạ, tôi đi ngay. Đặt ống nghe vào máy Đại quý vị trở lại phòng cầu thang, tắt hết đèn trong nhà, bỏ khẩu súng dao găm vào túi, cầm theo ra ngoài. Hắn đóng khóa cửa hông nhà, đi lại phía xe hơi đậu sẵn trong gara, đặt chiếc túi sách bên cạnh ghế ngồi, khởi động máy cho xe lăn bánh ra sân. Hắn dừng lại bước xuống, tự kéo hai cánh cổng, đưa xe ra ngoài đậu sát lề đường, trở lại đóng khóa cổng rồi lên xe phóng thẳng. Khoảng 10 phút sau, hắn đã có mặt trong tư dinh của cô vấn Ngô Đình Nhu sau dinh Gia Long tên vệ sĩ mở cửa cho hắn và trịnh trọng mời đại úy vào ngài cô vấn đang chờ đại úy vị bước vào phòng cánh cửa bọc ra khép lại sau lưng ngô đình nhu đã ngồi trên ghế salon chờ sẵn nhu đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện ngồi xuống đi kể lại cho coi hắn dập chân lập nghiêm chào xong mới ngồi xuống đặt chiếc túi sách cạnh chân bàn chính giữa hai người hắn trịnh trọng thưa ông cố vấn đúng như dự đoán của ông cố vấn con nuôi mụ soái đã đến tìm vợ chồng tư cảo rõ ràng chúng chưa biết vợ chồng tư cảo đã trốn đi pháp bảy liệng mang theo chiếc sắc này trong số quần áo phụ nữ còn có dấu một chiếc túi da mềm chứa đầy hạt xoàn và vòng ngọc tôi chỉ ngó qua thưa đúng là tài sản dạ hơn cả tài sản của một tỷ phú vẫn nhìn sói vào đôi mắt của viên đại úy thấy vẻ lúng túng ngập ngừng nhu hơi nhếch mép mỉm cười rồi gật gù chậm rãi gom góp bao nhiêu năm cướp giết bao nhiêu người vợ chồng soái mới thu vén được như vậy nên khư khư ôm giữ bên mình không dám gửi ra nước ngoài đúng như ta dự tính nếu không kịp nắm chắc canh chừng những tên thân thuộc của mụ ta thì quả là bị vuột mất rồi ngừng dây lát nhu hất hàm trở lại vẻ lạnh lùng lúc đầu anh đã giải quyết con bé rồi chứ vị cười tự đắc dạ rồi thưa ông cố vấn chỉ thiếu trận thận trọng một ly thôi có thể tôi đã bị nguy hiểm với con bé rồi Hắn lấy khẩu súng ngắn và con dao găm trong túi ra, đặt lên bàn rồi tiếp. Con bé giấu kín hai vật này ở dưới bắp chân. Tôi không hề phát hiện ra. Nó đúng là thú dữ. Nhu vừa ngắm nghĩa hai thứ vũ khí, vừa gật đầu. Theo lời tên Thinh, cháu của mụ soái thì bảy liệng chỉ huy gần 200 lính gái, giỏi võ gan lì, được vợ chồng soái tin cậy nhất. Chính tôi đã nói với anh trước rồi. Thưa vâng, nhớ lời dặn của ông cố vấn, tôi đã ra tay trước, đúng lúc nó hoàn toàn bất ngờ. Hình như Nhu đã nôn nóng. Hắn nhìn chiếc túi sách với giọng ra lệnh. Anh cho tôi coi chiếc túi ra đi. Đại úy vị hấp tấp kéo khóa, lôi từ trong chiếc túi sách du lịch, một chiếc túi da gói kỹ, trong lớp áo cũ, trịnh trọng bằng hai tay đưa cho Nhu. Nhu cố ý giữ thái độ thở ơ, mở túi ngó sơ qua, rồi đặt ngay lên mặt bàn. Giọng hắn trở nên thân mật chúng ta đang trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Người Mỹ còn dè dặt thăm dò, chưa phóng tay viện trợ. Ngân quỹ quốc gia có được số này quả là ơn trên đã phù hộ chúng ta. Thay mặt Thủ tướng và Chính phủ, tôi ghi công đầu về phần thiếu tá. Nhu đưa bàn tay cho đại úy vị nắm chặt bằng cả hai tay. Hắn xúc động được vinh thăng thiếu tá quá bất ngờ, trong khi Nhu cười cởi mở. Để mừng công thiếu tá, chúng ta phải uống nhé. Nhu chỉ cánh cửa bên trái còn khép kín và nói Nào anh qua phòng kia Mở tủ rượu lấy chai xâm panh ra đây Mình cũng ly Vị nhanh nhẹn đứng lên tiến về phía vách trái Mở cửa bước vào phòng cạnh đó Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Từ phòng bên vang ra một tiếng động mạnh Tiếng động của một thân người rớt xuống nền nhà Rồi im lặng Nhu lạnh lùng khoan thai đứng dậy Đi lại phía cửa Đứng yên nhìn vào Đây là phòng rửa mặt riêng Nhưng có tủ lạnh có tủ buffet, cánh cửa còn mở, phía dưới sàn thiếu tá vị nằm yên không động. Nhu từ từ bước đến bên cạnh, cúi xuống rút trong lần áo sơ mi phía trước bụng của vị khẩu súng Zulo bình thản, nhằm vào đầu viên tân thiếu tá bóp cò. Viếng nổ như bị nghẹn tắc, không âm vang lớn, làn khói mỏng tan ngay. Từ lỗ nhỏ bên thái dương nạn nhân dịn máu, cặp mắt kinh ngạc còn mở lớn ngó vào khoảng không. Viên thiếu tá đã ngã xuống và hôn mê ngay từ lúc mở cánh cửa tủ. Bộ phận tự động bên trong bắn ra một luồng hơi cực độc. Giờ thì hắn đã chết hẳn. Mang theo một bí mật về cái tài sản tỷ phú. Cái công lớn mà hắn vừa hoàn thành. Nhu lấy chiếc khăn trong túi quần lau khẩu súng. Thận trọng lót tay đặt báng súng ấn mạnh vào bàn tay phải của tử thi. Rút tấm hình bảy lượng còn trên túi áo vị bỏ vào túi mình. Hắn lặng lẽ ra khỏi phòng khép cửa đi đến bên salon ngồi xuống ghế. Hắn dùng hai ngón tay ám khói, nhón một điếu thuốc trong hộp sơn mài, bật quẹt ga châm hút. Vài phút sau, hắn đứng dậy cầm theo chiếc túi ra đi lại bàn giấy, ngồi xuống chiếc ghế có trục xoay. Sau lưng ghế là chiếc tủ sắt cao hơn đầu người, mặt tủ nổi rõ bốn ổ khóa, có mạ kền sáng bóng. Hắn dốc chiếc túi ra xuống lòng cái khai che đựng thư từ những hạt kim cương tràn xuống cùng với những vòng ngọc dây chuyền bạch kim và lác đác vài món trang sức bằng vàng bằng hai ngón tay nhu cào đi gảy lại những viên đá quý chuyển động theo chiều tay ánh sáng phản chiếu lên mặt hắn đang nghiêng nghiêng ngắm nghía nhu vừa rít từng hơi thuốc lá dài vừa đùa chơi với cái tài sản không nặng về trọng lượng nhưng khổng lồ về giá trị cái tài sản mà vợ chồng năm lửa đã dành dụm gần trọn đời bằng máu của đồng bào giờ đây đã nằm gọn trong tay ngô đình nhu trong phòng im ắng về đêm, chỉ còn chiếc đồng hồ treo tường từng dây gõ nhịp đanh và đều. Gần 10 phút trôi qua, Nhu chậm chậm nhặt từng nhúm hạt xoàn, từng chiếc vòng ngọc bỏ lại vào túi da kéo khóa, đứng lên mở tủ sắt lớn đặt vào ngăn trong. Ngồi xuống ghế quay qua phải, Nhu ẻo ải nhấc ống điện thoại, dùng trong nội thất. Thiếu tá Cương đến phòng tôi. Nhu vừa đốt xong điếu thuốc, Thiếu tá Cương đã mở cửa vào. Hắn khoảng 40 tuổi, vận quần áo dân sự, tóc để thấp, chải bóng loáng, khuôn mặt hơi dài, đôi mắt nhỏ so với sống mũi cong vòng, cặp môi tay tái, ẩn hiện sắc thái lạnh lùng, thâm độc. Thiếu tá cương có mặt. Nhu ngoắc tay, ngồi xuống đi, bằng giọng nói dầu dầu, nhu kể lễ. Đại quý vị có nhiệm vụ trực căn biệt thự số 5 Vizier. Trưa nay anh ta bắt cóc một cô gái đưa về đó. Hình như cô gái quê có ít vàng tiền gì đó. Anh ta đã giết và đoạt số vàng Tôi bất ngờ phát hiện, rất bực là anh ta đã làm ô danh sĩ quan quân lực quốc gia, tạo tiếng xấu cho thủ tướng. Tôi kêu về đây vừa nẹt cho một trận. Có lẽ quá sợ, nhân lúc xin qua phòng bên rửa mặt, hắn đã tự bắn vào đầu, chết ngay ở đây. Nhu hất đầu về phía cửa bên phải, viên thiếu tá quay mặt nhìn theo, rồi đồng lúc cả hai quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Nhu nói tiếp. Với ý định la giày cho qua, không ngờ anh ta Nhu ngập ngừng lắc đầu biểu lộ thương tiếc. Có thể vì tôi mắng quá lời, anh ta không chịu nổi mắc cỡ. Nhu đẩy nhẹ hộp thuốc lá cho viên thiếu tá sau khi nhón một điếu. Cả hai đốt thuốc yên lặng nhìn làn khói vươn cao. Đâm chiêu dây lát như kiềm cho cơn xúc động qua đi. Nhu cao giọng Thôi lỡ rồi. Anh phải làm ngay mấy việc. Tầm liệm cho đại úy vị. Lấy máy bay đưa xác về Quảng Trị giao cho gia đình. Qua trung tá Đinh Sơn Thung của Bộ Quốc phòng chỉ thị làm giấy báo tử, hy sinh vì công vụ, bị phiến loạn ba cuộc phục kích sát hại, xuất 200.000 tiền thưởng và truy thăng thiếu tá, vợ con được hưởng tiền tuất. Còn xác cô gái bên số 5, thủ tiêu ngay đêm nay, anh giải quyết hai việc, tranh thủ sớm nhất. Nội vụ chỉ riêng anh và tôi biết thôi, hiểu chứ? Từ đầu đến khi nhận lệnh xong, viên sĩ quan tùy viên, cố vấn chính phủ vẫn giữ thái độ phục tùng đến lạnh lùng, không một nét thay đổi trên mặt ngay cả khi được báo tin người bạn thân, người chiến hữu của hắn tự sát, hắn đứng phát dậy, lập nghiêm, nhấn giọng. Tuân lệnh ông cô vấn, tôi hiểu. nhu cúi đầu xuống, nhìn tập giấy trước mặt, tỏ ý hắn cần tiếp tục làm việc, chỉ thốt ra mấy tiếng gọn sắc. xong rồi, anh đi đi. trong phòng làm việc của cô vấn chính phủ, ngô đình nhu chăm chú nghe trần kim tuyến, giám đốc sở nghiên cứu chính trị, nhưng thực chất là cơ quan mật vụ trình bày về lý lịch và hoạt động của người phụ ta mới của hắn. Lê Nguyên Vũ sinh năm 1926 tại Thanh Hóa, là đồng hương với tôi. Tôi ở Nga Sơn, anh ta ở huyện Hoàng Hóa. Cha chú đều xuất thân từ khoa bảng làm quan. Bác ruột là Lê Nguyên Phan, làm tới thị lang bộ lại, cùng thời cụ nhà ta đương làm thượng thư trong triều đình Huế. Vũ học trường nhà Trung Thanh Hóa 4 năm trung học, được linh mục bông xe bề trên của nhà dòng đỡ đầu. Có thể anh ta đã trở lại đạo hồi đó. Cha Crass xác nhận mỗi lần từ Hà Nội và thăm Cha Ponce đều gặp Vũ ở cạnh Cha, cả hai tỏ ra thân thiết. Năm 1950, Vũ ra Hà Nội tiếp tục học Đại học Văn khoa, lại được linh mục dưỡng giáo sư triết học đỡ đầu. Năm 1951, Cha bảo giới thiệu của Vũ tham gia hoạt động trong Chi hội Hòa bình thế giới do Nguyễn Hữu làm chủ tịch, được cử làm phụ trách sinh viên. Hồi đó tôi cũng gia nhập nhóm sinh viên này để có tiền ăn học. Vũ đã xin dạy học tư ở trường trung học Ô trợ Dừa, trường của dòng Chúa cứu thế Hà Nội, mở do linh mục uh, Garner làm hiệu trưởng. Vũ còn cộng tác viết bài cho tuần báo Đạo binh Đức mẹ của linh mục Nguyễn Ngà. Trong giấy giới thiệu, cha Garner xác nhận Vũ là giáo viên dạy giỏi, tận tụy, có tư cách tốt. Cha Nguyễn Ngà thì chứng nhận anh ta là một cây viết vững, sâu. Tuyến lật từng tờ giấy trong hồ sơ, có những bản photocopy, bản đánh máy, hình phóng nhưng nhu tỏ vẻ không cần coi tuyến để vào chỗ cũ và tiếp trong hai năm sinh hoạt với nhóm sinh viên tôi nhận thấy anh ta có trình độ chính trị thông minh có tư cách trung thực với bạn cha bảo tỏ ra mến trọng vũ như bạn vong niên không phân biệt thầy trò như đối xử với các sinh viên khác chuông điện thoại reo tuyến phải dừng lại nhu uể oải dụi màu thuốc hút giờ vào gạt tàn xoay người cùng ghế trục qua phía bàn nhỏ trên bàn có một hàng ba máy điện thoại nhấc ống nghe, giọng nhu hơi gắt. Alo, tôi nghe đây. Được, 5 giờ tôi qua. Tuyến ngước nhìn đồng hồ trên tường. 15 giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 56. Rồi đốt thuốc châm hút. Nhưng nhu đã quay lại. Võ Văn Hải báo. Ông cụ và đại tá lên đen đi nghỉ cuối tuần ở Long Hải đã trở về. Cụ dặn tôi lại ăn cơm chiều. Nào, chúng ta tiếp tục. Vâng, tháng 12 năm 54, vũ từ hà nội di cư vào sài gòn một mình gia đình bị kẹt lại thanh hóa điều này dễ hiểu thôi vì anh ta làm sao dám trở về quê tại đây vũ chỉ có hai người thân thiết nhất linh mục dưỡng cha đỡ đầu và hoàng văn trọng anh em kết nghĩa trọng là bạn cùng học với cha dưỡng họ cùng nhau sống nhiều năm trong dòng đa minh ở phi luật tân ở hồng kông học mãi đến năm thứ năm đại chủng viện trọng mới xuất tu ra huế lấy vợ thi cử nhân luật làm thẩm phán tòa án thượng phẩm huế Năm 49, chính phủ Nguyễn Phan Long mời Trọng ra làm bộ trưởng nội vụ. Hai năm sau, Trọng về quê vợ ở hắn Hà Nội. Cuối năm 54, Trọng di cư vào Nam, được bộ trưởng Huỳnh Văn Nhiệm mời ra làm đồng lý cho bộ nội vụ trong chính phủ Liên Hiệp vừa qua. Cũng trong giai đoạn này, Trọng đã tiến cử Vũ làm phụ tá cho Nhiệm. Vũ có thông báo với tôi khi vào nhận việc tại bộ nội vụ. Chính tôi khuyên anh ta và cả Trọng cứ làm ở bộ nội vụ vì ở đâu cũng là công việc chung của chính phủ. Sau khi bọn giáo phái từ chức, nội các cải tổ, Vũ được cha bảo đưa về viết cho tờ báo tinh thần của nhà tổng tuyên úy công giáo trong bộ tổng tham mưu. Với khả năng và trình độ văn hóa của Vũ, ý kiến của cha bảo nên đặt anh ta ở vị trí xứng đáng, nên tôi đã mời Vũ làm phụ tá cho tôi để qua giúp anh Nguyễn Thiệu nắm phong trào cách mạng quốc gia đô thành bộ. Tuyến đã trình bày xong, nhưng Nhu vẫn tỏ vẻ đăm chiêu im lặng. Trong phòng chỉ có hai người, cánh cửa bọc ra cách ly mọi tiếng động bên ngoài. Lúc này càng nghe rõ hơn nhịp gõ đều đều của đồng hồ treo trên tường cùng động cơ gì gì của máy điều hòa. Lát sau Nhu đã lên tiếng. Anh đã nghiên cứu kỹ tờ tố cáo của tên gì đó nhận là đồng hương với anh ta chưa? Chính ông Võ Văn Trưng đã báo cho tôi hồi tháng trước. Thưa anh rồi, tên Nguyễn Gia tự khai là phó chủ tịch xã, cán sự đoàn dân công, được phong chiến sĩ thi đua bỏ trốn vào đây. Hắn phát hiện Vũ đang làm phụ tá tổng trưởng nội vụ và lấy làm ngạc nhiên. Theo hắn, Vũ là Việt Cộng chính cống. tuyên nhấn giọng nhưng lại mỉm cười mỉa mai. Nên rất thắc mắc khi thấy anh ta giữ một chức vụ cao trong chính phủ. Đã tố cáo với ông Trưng, ủy viên trung ương đảng và là bà con của hắn. Tuyến nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng của Nhu, mạnh dạn. Theo tôi, từ các anh Kiều Công Cung, Trần Tránh Thành, Hoàng Trọng Bá, Lê Khắc Duyệt, nhiều anh em đã hoạt động trong hàng ngũ Việt Minh, mãi đến khi biết rõ Cộng sản và Việt Minh chỉ là một, họ trở về ngay với chính nghĩa quốc gia. Trường hợp Vũ không có chi khác biệt. Nhu cau mày, khác chứ. Theo lời tố giác, Vũ đã được kết nạp Cộng sản vào năm 1949. Thưa vâng, tên gia khẳng định như thế. Có điều hắn không phải là đảng viên Cộng sản nên chẳng biết gì về tổ chức đảng. Hắn cố ý nhấn mạnh điểm này để tự đánh giá cho là quan trọng. Rõ ràng hắn có chủ ý hướng cho chúng ta tin nên đã làm tôi nghi ngờ chính hắn thiếu trung thực như chúng ta biết, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố giải tán, tất nhiên là để rút vào hoạt động bí mật. Từ đó họ giữ kín tuyệt đối cả tổ chức lẫn con người. Đứng ngoài thì chỉ nhìn qua hiện tượng mà suy luận rất dễ sai lầm. Ngay chúng ta cũng thế, bất cứ ai đã cộng tác với chúng tôi, bên ngoài họ đều gán cho là đảng viên cần lao hết. Phần về Lê Nguyên Vũ, xuất thân từ một gia đình mà Việt Minh không đủ tin, làm sao họ có thể nhận anh ta vào đảng Cộng sản. Cặp mày giãn ra, ánh mắt của Nhu dịu lại, nhưng vẫn với giọng gai gắt cố hữu. Đối chiếu với lý lịch tự khai của anh ta có chi đáng lưu ý không? Thưa, Vũ không giấu giếm một điểm nhỏ nào. Năm 45 gia nhập đoàn thanh niên cứu quốc, 47 được tuyển vào ngành công an, công tác tại ty công an thanh hóa. Năm 50, Việt Minh thực hiện chính sách tăng cường thành phần cố nông và các cơ cấu chính quyền. Vũ bị loại khỏi công an về ở địa phương. Cũng là cơ hội thuận lợi để anh ta trốn ra Hà Nội. Nhu vừa ngồi nghe, vừa liên tục hút thuốc theo thói quen. Thấy Nhu chưa có ý kiến, Tuyến nói tiếp. Khi nhận bản tô giác anh chuyển qua, tôi đã đến gặp anh Lê Kiểu, hiện là bác sĩ quân y để thẩm tra lại. Từ năm 45 đến năm 50, anh Kiểu đã làm phó chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Thanh Hóa. Anh Kiểu không biết vũ, nhưng biết gia đình này, đúng là thành phần không được Việt Cộng ưa chuộng. Hồi ấy anh Kiểu nói hầu hết thanh niên có học đều hăng hái tham gia hoạt động kháng chiến chống thực dân, nhưng không phải ai cũng được vào đảng. Điều chuẩn chủ yếu để kết nạp là phải thành phần cơ bản. Qua những nhận xét của anh Kiểu và số người khác nữa, tôi rất yên tâm trong vụ mời vũ cộng tác. Sở nghiên cứu chưa có đủ người, hạng có khả năng nhanh ta thì hiếm lắm. Nhu vươn vai dựa vào thành ghế tỏ ra mệt mỏi. 50 tuổi, trong gần 10 năm chiến tranh vừa qua, hắn quá long đong. Thời trai trẻ lại lao vào cuộc sống chắc táng buông thả theo lối sống của số đông công thức thời Pháp. Tuy nhiên, Nhu đã ở Âu Châu trong thời gian du học, hấp thụ lối tiếp xúc nói chuyện, không có vẻ quan liêu phong kiến như Diệm, nên người đối thoại với Nhu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đặc biệt, Nhu thận trọng trong cách ăn mặc, vừa hợp thời trang vừa đúng mức. Trong số tay chân thân cận, chỉ riêng có Trần Kim Tuyến, thư ký riêng của Nhu, nay là giám đốc sở mật vụ, là Nhu không giữ kẽ, được tiếp ngay trong phòng ăn, phòng ngủ bất kể giờ giấc, chứng tỏ Nhu tin Tuyến ở mức cao hơn. Vì vậy đôi khi trước mặt tuyến Nhu có cử chỉ thiếu lịch sự Chỉ là ngoại lệ Thôi được Tôi đồng ý với anh Cho tổ chức lễ kết nạp Để ràng buộc anh ta vào kỷ luật của đảng Nhu dẫn người về phía trước Lại đốt thuốc Gật gù nhẹ nhẹ nói tiếp Thực ra tôi rất thích những mẫu người Như là Võ Đức Diên ở Tổng ủy Dinh Điền Như kiểu công cung ở công dân vụ Họ có văn hóa Có khả năng hơn chúng ta về kiến thức chính trị Phần mà họ được Việt Minh đào tạo có họ chúng ta hiểu được Việt Cộng Nhờ họ chúng ta đánh địch những đoàn đau Những đoàn trúng Nhưng đối với họ khi tin được thì mới sử dụng Anh nhớ nhé Đã sử dụng là phải song phẳng Đó là nghệ thuật thuyết phục họ hết lòng với chúng ta Nhu liếc nhìn đồng hồ Tôi chỉ còn hơn nửa giờ dành cho anh Hãy tóm tắt công việc của phong trào kết quả đến đâu Tôi nghe đây Thưa vâng Theo lệnh của anh Tôi đã giao toàn quyền cho anh Vũ giúp anh Thiệu tiến hành việc củng cố ban chấp hành đô thành đến các quận bộ và khu bộ, từ đó tập hợp lực lượng phong trào làm nòng cốt, chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội. Ban chấp hành đô thành bầu lại chỉ giữ 29 ủy viên, kể cả chủ tịch, gạt bỏ hết số danh dự. Đây là ý của anh Vũ, tôi và anh Thiệu sau khi bàn bạc cũng nhất trí. Nhu dơ tay ra hiệu, tuyến ngừng lại. Sao không giữ đủ 37 như lúc đầu, lại còn gạt bỏ số ủy viên danh dự, ý gì vậy? Thưa anh, Vũ làm vậy là đúng, trước đây ban chấp hành lâm thời với số ủy viên quá đông nhóm nào cũng dành người đưa người của nhóm mình vào nạn chia rẽ bẻ phái phát sinh hầu hết chỉ mong chiếm chỗ đứng để rồi cầu cạnh nịnh hót kiếm ghế ngồi đã không làm được việc cho phong trào còn phá hoại nội bộ gây dư luận xấu ra ngoài lựa chọn lại đào thải bớt vừa hạn chế phức tạp vừa nâng cao được giá trị bỏ những ủy viên đại diện đảng này phái nọ vừa không biết làm gì vừa không đóng góp cái gì gọi là chút công của chỉ tố nhiều sãi không ai đóng cửa chùa Trong số dự kiến đã trình anh Duyệt Khi bản tính lại Chúng tôi chỉ giữ hai ủy viên của chị Nhu Trong đó có chị Nguyễn Thị Minh và anh Nguyễn Văn Là Tổng giám đốc công an Và bốn của Đức Cha Từ và Chi Loại bỏ bảy tên Bọn này luôn gây rắc rối Dựa thế đại diện lực lượng giáo dân di cư làm loạn Các ủy viên Hoa Kiều Ngoài hai người do các bang hội trợ lớn đề cử Còn lại 16 thương gia hoàn toàn mới Họ tự đến cầu cạnh tự nguyện ủng hộ phong trào trên dưới 1 triệu mỗi người. Chúng ta không cần loại phe phái chính trị sôi thịt, chúng ta cần người có tiền cho phong trào. Vừa có hơi tiền đã thấy có người bu lại hăng hái tích cực nhận công tác. Các khu bộ quận bộ nào cũng gây được quỹ cả triệu đồng. Có vài quận thu 2 3 triệu đồng. Đúng là có mật tất có ruồi. Sinh khí của phong trào cơ sở trỗi dậy tức khắc và đây là kết quả trong mấy tháng hoạt động. Trong 4 triệu dân Sài Gòn chợ lớn đã có sắp xỉ 800.000 người chịu tham gia phong trào. Hoạt động của chiến dịch tố cộng diệt cộng phía các anh cung bên công dân vụ, anh là bên cảnh sát càng tích cực, càng đẩy dân chúng nhào vô các khu bộ, nhận thẻ đoàn viên, tấm thẻ màu nhiệm bảo đảm cho họ yên tâm về mặt chính trị, an toàn trong đời sống xã hội. Chúng ta có quyền tự hào, chưa có một đảng chính trị nào ở miền Nam này, ngay cả đảng Đại Việt, có lực lượng hùng hậu như đảng ta. Nhu nghe rất chăm chú, hiểu rõ tuyến đang áp dụng kế sách, cây gậy và củ cà rốt của cô Vân Mỹ chỉ đạo. Nhưng với Nhu, tuổi đời gần gấp hai lần tuổi Tuyến, nửa đời lăn lộn trong nhiều chế độ chính trị để sống được, ngoay lên, hắn không chấp nhận hoàn toàn lối đánh giá đơn giản chủ quan như Tuyến. Nhu không kém thủ đoạn, trái lại còn già dặn sâu sắc hơn nhiều. Hắn chưa vội phê phán, chưa muốn chặn lại cái tinh thần phục vụ hăng say của Tuyến đang lao vào công việc có lợi cho sự nghiệp của chính anh em Nhu, nhất là trong giai đoạn khó khăn ban đầu này, nên trước hết hắn khích lệ. Tốt đấy, các anh đã làm được việc. Với đà này anh phải hướng cho Thiệu tập trung mọi nỗ lực đẩy phong trào mạnh lên. Trước mắt nắm cho được dân chúng, chủ động xếp đặt cuộc bầu cử quốc hội sắp tới thành công. Phải thành công trong công bằng. Bọn Pháp còn đây, những người Mỹ không phải tất cả đều ủng hộ chúng ta đâu. Giờ trò gian lận trong bầu cử bị chúng phát hiện được thì chúng ta sẽ bị đánh gục đấy. Còn về lâu về dài, chính anh phải tuyển lựa một số nhân viên có năng lực tung qua phong trào thành bộ, nghiên cứu lý lịch số đoàn viên tốt, thành lập một mạng lưới mật vụ nằm sâu trong dân, giải khắp Sài Gòn chợ lớn, ngày đêm săn lùng Việt Cộng, kể cả bọn đối lập, hỗ trợ cho sách lược tố cộng diệt cộng. Với kế hoạch mật vụ toàn dân này, anh lập một bản dự trù kinh phí, cứ rộng rãi đi, tôi sẽ trình ông cụ duyệt chi. Chúng ta sẵn sàng mua mọi nguồn tin với giá cao, mua những tên Việt Cộng, kể cả những tên phản động đối lập với bất cứ giá nào. Cần có an ninh ở thủ đô để Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ phải công nhận chúng ta có khả năng, có chính phủ mạnh. Có thế họ mới yên tâm phóng đô la ra Nhất là vấn đề chống bọn cộng sản Họ sẵn sàng tung tiền ra không keo kiệt Anh biết đấy Chọn một năm nội chiến không dẹp xong Quốc hội Mỹ không chịu duyệt viện trợ Tổng thống Eisenhower liên tục phái người qua xem xét Gần như quay lưng lại phía chúng ta Một số người Mỹ khác chẳng ưa gì chúng ta Đã nhăm nha tung quan bài phan quang đán ra Ông cụ mất ăn mất ngủ Quả là may mắn Trần Văn Soái đã về hàng Miền Tây tạm ổn Lạy chúa Chúng ta mang ơn thẳng cha năm lửa đấy Chính hắn xoay mặt Tổng thống Mỹ lại với ta Chính hắn đã thúc quốc hội Hoa Kỳ Chấp thuận ngay 200 triệu đô la viện trợ Bây giờ anh đã hiểu tại sao ông cụ căn dặn chúng ta Dành nhiều ưu đãi cho vợ chồng xoái rồi chứ Trước đó Cụ đã quyết không tha mạng hắn Nhu ngừng lại Châm thuốc hút rồi tiếp Tôi không ngây thơ tin vào lực lượng ô hợp Nhận thẻ đoàn viên phong trào như nhận bùa hộ mệnh Mà anh vừa trình bày Dân chúng miền Nam Ngay cả trong nội đô đã bị Cộng sản đóng dấu son từ khi họ lãnh đạo. Việt Minh cướp chính quyền, dấu son đó đậm mãi trong suốt thời kỳ kháng chiến chống xâm lược Pháp. Bây giờ, chúng ta phải tẩy xóa cái dấu son đã từng khắc sâu trong lòng dân không dễ dàng đâu. Đầu óc người dân không còn chỗ trống dành cho chúng ta cấy cái chính nghĩa quốc gia vào. Cả anh và tôi đều phải hiểu như thế, phải kiên nhẫn chờ, chờ người Mỹ họ tung đô la vào, ta vựng lại cuộc sống bằng đô la. Đô la sẽ làm mờ đi tín phiếu cụ hồ. Nó no đủ sẽ làm mờ đi những lý luận chính trị. Và người Mỹ khi họ nhận thấy chúng ta làm được việc, họ sẽ nhanh chóng đổ tiền ra. Họ tôn thờ chủ nghĩa thực dụng mà. Theo chủ trương của Đại tá Lensden và tướng O'Danian, họ sẽ thực hiện kế hoạch Living World, tạm gọi là kế hoạch dựng các hàng rào người, bằng triệu dân di cư này. Họ đã bốc đi phần nửa trong chương trình dinh điền định cư, thực chất là để đưa đến các căn cứ quân sự chiến lược miền đông Sài Gòn, Ban Mê Thuật, Cái Sắn, một số quốc lộ trọng yếu phần nửa còn lại dành cho vành đai thủ đô và sân bay Tân Sơn Nhất, tạo nên nhân Living One bảo vệ vùng chiến lược quân sự nay mai. Trong phạm vi thủ đô, các anh hãy dựa vào nửa triệu dân Bắc di cư đó, lấy họ làm hạt nhân đẩy phong trào lên. Các nơi khác, anh giao cho anh kiểu công cung bên công dân vụ. Đồng hồ điểm 5 tiếng, nhu ấn đầu thuốc hút dở lên gạt tàn đẩy ấp, vươn vai đứng lên. Đã đến giờ, tôi phải đến với ông cụ. Ngày mai anh phải đi đấy, Kế hoạch đã bàn kỹ rồi. Anh chỉ đạo ông Thơ và chúng ta Tứ thực hiện. Phải thanh toán xong vấn đề phiến loạn hòa hảo. Củng cố lòng tin của Tổng thống Eisenhower. Anh đã đọc thư của ông ta gửi ông cụ nhà rồi đấy. Tuy ông ta luôn luôn nhắc đến điều kiện. Nhưng về phía ta cũng phải là đáp lại lời hứa hẹn tốt của chính phủ Hoa Kỳ. Bằng công việc làm xứng đáng. Tỏ ra chúng ta có khả năng thực hiện được sách lược của họ. Tuyến đứng dậy theo Nhu, kính cẩn lắng nghe. Nhu bước tới bên Tuyến vỗ vai thân mật. Có thể anh đưa Vũ đi theo anh Anh ta am hiểu hòa hảo trong thời gian ở bộ nội vụ May ra giúp anh được gì chăng Nếu như kế hoạch A bị tuột Tức tốc thực hiện kế hoạch B Quan trọng là kế hoạch nào cũng thắng lợi ở chỗ bất ngờ Nhu đưa tay cho Tuyến bắt Thôi mai anh cứ đi Cốt là thành công Tuyến nói Tôi sẽ cố gắng Hy vọng báo tin kết quả về anh sớm nhất Đến đầu đường bà Lê chân Bên hông khu chợ Tân Định Vũ cho xe chạy chậm lại lách qua ba chiếc xe du lịch đậu sát lề đường. Con đường nhỏ này trở nên nhộn nhịp xe hơi đủ kiểu, đủ màu từ khi tấm băng dài 10 thước nền vàng với hàng chữ đỏ phong trào cách mạng quốc gia đô thành bộ Sài Gòn chợ lớn được dựng trên nóc căn biệt thự số 62. Vũ cho xe quẹo vào cổng đến vị trí dành riêng, dừng lại bên cạnh hai chiếc xe quen thuộc của chủ tịch Nguyễn Thiệu và ủy viên thường trực Nguyễn Văn Phúc. Vũ xuống xe đi qua phòng khách lớn, anh chỉ giơ tay chào chung số ủy viên và số khách quan hệ giao dịch rồi rẽ vào hành lang đến văn phòng của ủy viên tổ chức. Vừa ngồi xuống ghế, viên thư ký già đã ôm tập hồ sơ trịnh trọng đặt lên bàn. Thưa ông ủy viên, bác sĩ Tuyến vừa kêu điện thoại lại, nói có việc cần trao đổi. Tôi báo ông chưa đến, bác sĩ dặn khi nào ông đến văn phòng, ông gọi điện cho bác sĩ ngay. Cảm ơn, giấy tờ có gì không bác? Thưa có hai công văn xin chữ ký của ông ủy viên, không có chi quan trọng. Thôi được rồi, bác để đó cho tôi. Chờ bác thư ký về phòng riêng Vũ nhấc ống điện thoại quay số. Alo, anh Tuyến hả? Vũ đây anh, có gì đấy? Không có gì quan trọng. Nếu có thì anh Thiệu, anh Phúc ở nhà giải quyết. Tôi đi với anh vài ngày được thôi. Vâng, nửa giờ tôi qua gặp anh. Vũ đặt ống nghe, rồi rửa coi kẹp bìa để sẵn trước mặt. Tài liệu tham khảo, bản tin Việt Tấn Xã tập báo ngày và công văn trình ký. Số công văn nội bộ anh đã biết nội dung trước khi cho đánh máy. Vũ đốt thuốc ngả lưng vào thành ghế suy nghĩ. Việc Tuyến mời anh đi Cần Thơ chiều nay, hắn nói công việc khá quan trọng, không thể trao đổi qua điện thoại, có gì liên can đến vị trí chức năng của anh. Vấn đề Trần Văn Soái chăng? Hay vấn đề hòa hảo? Giít một hơi thuốc dài, vũ lặng đi dây lát, kiểm lại rất nhanh và cũng nhận định rất nhanh. Về bản thân không có gì đáng quan tâm khi anh đã tạo được mức tin cậy khá cao và vững. Dù gần đây anh thấy lác đác một số tên phản bội quê hương trốn vào hàng địch trong dịp đình chiến nhưng chúng không có cơ sở để hạ anh được đây là vấn đề cốt lõi mà thủ trưởng trung tâm và đồng chí thành minh đã nhắc nhở người chiến sĩ tình báo hoạt động nội địch chỉ có hiệu lực khi được địch tin dùng từ đó mới có khả năng đi sâu leo cao vào cơ quan đầu não của chúng khi địch đã nghi dù chỉ nghi ở mức độ thấp nhất cũng thất bại thôi thủ đoạn nhất thời để qua mắt địch không thể bảo đảm an toàn lâu dài những lời căn dặn đó đã khắc sâu trong vũ anh luôn luôn thận trọng trong cách ăn nói trong tiếp xúc giao dịch ngay cả cử chỉ và thái độ từng lúc phải kiểm soát mình anh đã đạt được tin cậy vượt cả yêu cầu khi chính trần kim tuyến khuyên anh gia nhập đảng cần lao nhân vị và mời anh làm phụ tá cho hắn việc tuyến mời anh đi cần thơ chỉ có thể là vụ hòa hảo vũ thừa nhận trong quá trình đi sát trần văn soái anh đã cố gắng tránh mọi sơ hở tránh lộ mặt nhưng vì tình hình giao dịch quá phức tạp, quả là khó khăn cho việc tự kiểm soát mình. Đó là vấn đề anh quan tâm nhất trong suốt mấy tháng trở lại đây. Tuy anh có một yếu tố trọng tâm để làm điểm tựa, anh là dân di cư, anh không thể là tín đồ hòa hảo, với soái lại chẳng có gì để ràng buộc. Mặt khác, có chiều thuận tiện, soái kéo tàn quân về hàng đúng lúc Nhà Trắng đang đặt vấn đề. Rằng Ngô Đình Diệm có khả năng để ổn định sớm tình hình bất lực ở miền Tây không? Dù với điều kiện phải cam kết với Mỹ, Diệm cũng đã đạt được một kết quả nhất định để củng cố địa vị. Tổng thống Eisenhower chịu ủng hộ cá nhân ông ta, chưa thay ngựa giữa dòng lúc này. Tuy nhiên Eisenhower còn đòi hỏi, và tất nhiên sẽ còn đòi hỏi ở Diệm nhiều hơn nữa. Anh em nhu Diệm và tập đoàn tay chân đã vui mừng khi đại tá Lensden, người có công lớn nhất bảo hộ Diệm báo tin 200 triệu đô la viện trợ cho năm 55657, đã đến Sài Gòn cùng với hai cố vấn trọng yếu là tướng Samuel William phụ trách xây dựng 150.000 quân bản xứ và chuyên gia Wolf Lesinski phụ trách kế hoạch định cư dinh điền. Cả hai kế hoạch đã được phê chuẩn. Diệm ban cho nhóm tàn quân của Trần Văn Soái ưu đãi đặc biệt lúc về hàng vì ông ta quay Soái là cứu tinh của mình trong lúc thập tứ nhất sinh. Trong lúc phe người Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ, vốn không ưa anh em Nhu Diệm, đang tô phết cho con bài Phan Quang Đán. Nhờ đó, Soái không bị tra hỏi gì cả nhóm sĩ quan tham mưu cũng không bị khai thác những bí mật nội bộ. Vợ chồng Soái được ở trong căn biệt thự đầy đủ tiện nghi, đi lại tự do, chỉ tài xế và lính gác là người của tuyến cử đến để bảo vệ an ninh. Vậy thôi, cũng không ai dám liều đến tiếp xúc khách quan mà xét, chính vợ chồng Soái đã bị cô lập. Qua đó, Vũ biết rõ vợ chồng Soái không tiết lộ gì về hoạt động của anh. Ngoài ra, hầu hết số sĩ quan của Soái không biết gì về anh, chỉ riêng Trung tá Thành Nam y lại bỏ xoái qua nam vang theo lệnh của phòng nhì pháp như vậy vũ có cơ sở để kết luận việc tuyến đưa anh theo đi cần thơ chỉ có thể là vấn đề hòa hảo còn tồn tại tức là tàn quân ba cụt tuyến tin vũ vì đã có thời anh làm phụ tá cho bộ trưởng nội vụ huỳnh văn nhiệm đại diện cho giáo phái hòa hảo tham gia chính phủ liên hiệp do ngô đình diệm làm thủ tướng và cả thời gian sau đó anh ở gần trần văn soái tổng tư lệnh lực lượng vũ trang hòa hảo nên anh nắm vững tình hình nội bộ của giáo phái này Tuyến cần đến anh trợ lực. Vũ ký vội mấy công văn rồi ra khỏi phòng để tìm Nguyễn Thiệu báo tin. Vũ rời trụ sở phong trào Đô Thành đi gặp Trần Kim Tuyến. Anh cho xe chạy ra đường hai bà trưng, không quên ngước nhìn tấm bảng tên đường chưa giáo sơn. Thời gian gần đây hầu như thành thói quen. Mỗi lần đến một góc phố trong Đô Thành, Vũ đều liếc nhìn những tấm bảng để ghi nhớ tên đường mới đổi. Anh rẽ sang đại lộ thông nhất, chạy thẳng lên cổng chính dinh độc lập. Vào dinh lúc này, buộc phải vòng qua trái, theo đường Nguyễn Du đến cổng phụ phía sau. Từ khi có tiểu đoàn phòng vệ thay thế đơn vị bảo an Bắc Việt canh gác phủ thủ tướng theo phương án cảnh giới của viên sĩ quan phi luật tân, việc ra vào dinh trở nên nghiêm ngặt hơn trước nhiều. Xe tới sát cổng sau phải dừng lại tại vạch vôi quy định. Tên hạ sĩ đến bên cửa xe. Vũ đưa thẻ đặc biệt vào dinh độc lập để hắn kiểm tra, so sánh hình và mặt thật. Hắn lễ phép chào theo kiểu nhà binh, ngoắc tay ra hiệu cho lính gác kéo cao cây chắn sơn màu đen trắng sau khi chính thức đổi tên phòng cơ mật cố vấn chính phủ thành sở nghiên cứu chính trị xã hội thuộc phủ thủ tướng văn phòng của bác sĩ trần kim tuyến giám đốc sở được chuyển vào chiếm trọn phần trệt của tòa nhà biệt lập phía phải dinh độc lập tầng trên đang sửa sang thiết kế tiện nghi chuẩn bị chuyển văn phòng cố vấn ngô đình nhu đến trong một ngày gần đây bước vào phòng khách đợi vũ thấy phạm việt tuyền phụ tá của tổng ủy trưởng công dân vụ kiều công cung đang ngồi nói chuyện với một đại úy bận quân phục với ba gạch vàng trên vai. Vũ nghĩ hắn vẫn còn là sĩ quan Pháp. Cả hai đứng dậy bắt tay Vũ với nụ cười xã giao thường lệ. Tuyền nhanh nhảu giới thiệu. Anh Lê Nguyên Vũ, phụ tá đặc biệt của bác sĩ Tuyến. Còn đây anh Nguyễn Thanh Tùng ở bên phòng nhì mới chuyển về sở. Phạm Việt Tuyền vốn là bạn học văn khoa của Vũ trong những năm còn ở Hà Nội. Còn Thanh Tùng, anh nghe tên nhưng chưa một lần tiếp xúc. Đại úy Thanh Tùng hơi nghiêng đầu, rất kiểu cách chào Vũ thêm một lần qua lời giới thiệu. Đúng lúc Thái Trắng, bí thư của Tuyến từ hành lang đi ra. Anh Vũ đến rồi à? Anh Tuyến đang chờ, xin mời anh vào ngay cho. Hắn hướng về phía Phạm Việt Tuyền. Phải xin lỗi anh Tuyền thôi, chọn buổi sáng anh Tuyến làm việc với anh Vũ, có thể chiều anh trở lại đi. Còn anh Thanh Tùng, xin mời anh đến phòng tôi. Vũ gật đầu chào cả ba, đi theo hành lang dẫn tới phòng riêng của Tuyến hai bên hành lang là những căn phòng được thiết kế từ vách tường đến cửa đều bọc cách âm hệ thống đèn xanh đỏ trên mỗi cánh cửa báo hiệu người ra vào khung cảnh thật âm u gợi lên không khí lạnh lùng đúng như danh xưng bí mật của nó sở mật vụ nhìn hai chữ giám đốc màu trắng trên nền đen bên dưới ngọn đèn xanh bật sáng vũ gõ cửa cô thư ký quen thuộc hiện ra với chiếc áo dài hở cả phần vai kiểu bà nhu vừa phát minh anh không kịp nhận ra ngay cô ta cúi đầu lễ phép Mời ông phụ tá vào Bác sĩ đang chờ ông Mũ theo chân đi qua phòng trực Cô gái mở cửa phía trong Đứng tránh sang bên nhường đường Phòng riêng của tuyến chiếm hơn 6 mét bề ngang của tòa nhà Và sâu vào 10 mét Kể cả phòng ngủ tạm, phòng tắm Tuyến rời bàn giấy đoán vũ cùng ngồi xuống bộ salon Có việc quan trọng cần nhờ anh giúp cho một tay đây Hắn ấn nút điện thoại nội bộ Cho tôi bia lạnh Tiếng cô gái vọng qua máy Thưa vâng Vũ im lặng chờ đợi Tuyến mở hộp thuốc con mèo, loại 50 điếu mời anh. Qua thái độ thân mật và lời mở đầu của Tuyến, Vũ yên tâm. Anh nhận điếu thuốc, Tuyến tự bật quẹt mồi cho cả hai. Cô thư ký trịnh trọng bê vào khay ly và hai hộp bia ngoại. Chờ cánh cửa khép lại, Tuyến mới chậm rãi. Theo ý anh Nhu, anh sẽ cùng đi Cần Thơ với tôi chiều nay. Chúng ta phải giải quyết dứt khoát bọn phiến loạn ba cụt. Vũ đâm chiêu nhìn khói thuốc. Anh nghĩ đến điều dự đoán của mình khá chính xác. Tuyến cụng ly mời uống. Vụ năm lửa về đầu hàng là một thắng lợi quyết định. Ông cụ chứng minh được uy lực cá nhân cũng như sức mạnh nội các mới của mình. Tổng thống Mỹ đã thỏa mãn. Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn viện trợ thẳng trong cụ năm đầu 1956-1957 200 triệu đô la. Tính ra gấp 3 lần viện trợ cho Pháp và chính phủ bảo đại. Chúng ta đã thắng Pháp, kể cả nhóm thân Pháp. Quân viễn trình đang gấp rút về nước. Chúng ta đã thành công. Nào, uống mừng đi anh Vũ tuyến nới cúc cổ áo phàn nàn sài gòn bắt đầu vào hè rồi nóng lực quá hắn xoay mình với tay tăng số máy điều hòa may gắn tới chân tường ngay phía sau ghế ngồi gần đây tuyến thường xuyên bận đồ lớn com ple màu sẫm hay xanh đen cà vạt loại đắt tiền có găm vàng cặp xéo học kiểu cô bấn ngô đình nhu từ khi nhận chức giám đốc sở nghiên cứu phủ thủ tướng tuyến chăm sóc hình thức bên ngoài kỹ hơn thay đổi từ ăn mặc đến nói năng thân xác cũng thay đổi mập ra trông khá già dặn. Ông Lesden luôn luôn nhắc nhở ông cụ và cả anh Nhu phải tranh thủ giải quyết nhóm ba cụt trước khi tổ chức bầu cử quốc hội. Cần bình định miền Tây để củng cố lòng tin của Tổng thống và Quốc hội Mỹ. Anh biết không, ba tháng trước, ngay sau khi soái về đây, ba cụt đã xin gặp Lesden, nhận hai triệu ứng trước trong số 10 triệu mà ông Lesden hứa tặng cho hắn nếu trở về. Hắn thể thốt sẽ nộp vũ khí sau một tháng sắp xếp, nhưng rồi nuốt lời luôn lên lên căm lắm đành chịu buông ra chứ trước đó ông ta vẫn cố ý sử dụng ba cụt như kiểu nhóm phạm văn bời đảng rừng xanh để thành lập lực lượng biệt kích tung ra miền bắc đánh phá sau thất bại này ông cụ giao lại cho ông đốc phủ thơ chính tay ông cụ viết tờ bảo đảm nếu ba cụt trở về cộng tác hứa phong thiếu tướng quân lực quốc gia xóa hết tội cũ qua ông thơ ba cụt đọc được tờ bảo đảm đó hắn liền viết thơ gửi ông cụ lời lẽ rất lễ độ xin nhận lỗi với ông Lensden vì trục trặc nội bộ chưa về đúng hẹn. Hắn đã gặp thơ hai ba lần rồi và đêm nay lần cuối cùng sẽ gặp tại thánh địa hòa hảo. Xin nộp danh sách binh sĩ, kê khai vũ khí và tờ đầu thú. Đến chủ nhật này, tức là còn ba ngày nữa, sẽ kéo tàn quân về Cần Thơ trình diện. Nhưng anh Nhu cương quyết không tha mạng hắn, dù cho lên và ông Thơ cố ý cho hắn về để sử dụng. Vì vậy anh Nhu chỉ thị mật cho tôi, bây giờ có thêm anh giúp cho một tay, phải thực hiện hai phương án. Thứ nhất dùng cái điệu hổ ly sơn, đoán đường ba cụt về để bắt sống hoặc giết, đồng lúc tung ba trung đoàn đánh thẳng vào sao huyệt của hắn, có thể lấy được lượng ở Cần Thơ châu đốc, 10 đánh 1, quyết thanh toán một lần cho xong. Thứ hai, sẽ giữ kín việc ba cụt tiếp xúc và xin về hàng, mà chúng ta phải chuẩn bị một chiến dịch trên báo chí, đài phát thanh, về vụ ba cụt liều lĩnh tấn công, quân ta đã bắt hắn tại trận, dẹp hết tàn quân phiến loạn. Tức khắc anh nhu sẽ mở phiên tòa quân sự mặt trận. Nếu bắt sống được ba cụt xử tử để răn đe những tên còn lam le lấn lối. Thế đấy, chúng ta phải hiểu ý anh Nhu trong vụ này. Chớ để hắn vuột tay. Anh Nhu cho rằng anh đã từng ở cạnh Huỳnh Văn Nhiệm và Soái trong lúc ở bộ nội vụ. Chắc chắn hiểu rõ tình hình hòa hảo hơn tôi, nên nhờ anh giúp tôi. Vũ suy nghĩ dây lát. Tôi sẵn sàng thôi, nhưng ý định của ông Nhu chắc là ông Thơ và Lên Sơn chưa biết. Tất nhiên là không biết, để họ biết thì lại rắc rối chính ông thơ đã hứa bảo vệ an toàn cho ba cụt cam kết với đức ông huỳnh công bộ giữ mạng sống của hắn vũ nói như vậy khi chúng ta chặn bắt hoặc bắn chết ba cụt trên đường về thánh địa ông thơ vẫn còn ở đấy chờ cuộc gặp gỡ vâng ông thơ chờ ở thánh địa vũ khẽ lắc đầu ông ta sẽ gặp nguy hiểm anh ạ tuyến hơi sững sờ có thể quả tình tôi chưa nghĩ đến điều này trường hợp họ biết sớm hơn tin ba cụt bị lừa ông thơ chưa kịp rời thánh địa thì nguy hiểm nhỉ phải báo trước cho ông ta hiểu ý định của ông nhu để tùy cơ ứng biến tuyến rụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn không được anh vũ ạ à. gia đình họ hàng rồi tài sản của ông thơ ở vùng hòa hảo ông ta sợ bị trả thù chưa nói đến lời hứa hẹn nếu biết trước ý định của anh nhu bằng giá nào ông ta cũng phản pháo đấy dứt khoát không để tiết lộ lúc này được vũ nói nhưng sau đó ông ta cũng sẽ biết còn vấn đề danh dự chứ tuyến đâm chiêu suy nghĩ dây lát thì việc đã rồi anh Nhu có thể là ông cụ sẽ giải quyết riêng với ông ta. Danh dự cá nhân có nghĩa gì khi đặt quyền lợi quốc gia trên hết, không thiếu cách giải thích. Vũ mỉm cười ngó tuyến thông cảm, anh cô giữ giọng cho bớt vẻ mỉa mai. Giải thích cách nào khi chính ông thơ đã bị lừa chứ không riêng gì ba cụt, tôi sợ ông đốc phủ sẽ lồng lên cho các anh coi. Tuyến cười ra tiếng, bọn mình chỉ lo thừa hành, anh hiểu chứ, kệ anh Nhu xử lý với ông ta, chúng ta chỉ lo cách gì để kéo ông ta ra khỏi hang cọp trước khi tin tức về đến thánh địa. Đúng là chuyện chết người chứ chẳng phải chuyện chơi. Không rút kịp, ông ta sẽ bị giữ làm con tin hay bị giết tức tuổi thì cực kỳ nguy hiểm. Vũ nói, chắc chắn vậy rồi. Dưới đó tín đồ còn sùng bái ba cụt như thần tượng. Theo tôi, tối nay xuống đó ta phải bố trí bí mật, đưa ông thơ thoát ra trước. Làm cách nào đó để họ tin là ông ta vẫn còn ở lại, chờ cuộc tiếp xúc mới ổn được. Đúng, tôi sẽ bịa ra lệnh của anh Nhu mời ông thơ về Sài Gòn gấp là xong. Bận rộn quá tôi đã sơ sót Suýt nữa bán rẻ mạng sống của ông ta Không được anh quan tâm nhắc cho thì hối không kịp Chúng ta nhất trí nhé Tranh thủ xuống sớm Tới nơi là giải quyết ngay việc này Bây giờ anh về lo sắp xếp công việc 4 giờ chiều tôi đón anh tại nhà Đi chung xe với tôi Vũ định đứng dậy Tuyến kịp giữ lại Còn việc này nữa Anh cần phải có nhà ở tiện nghi một chút Để anh nằm tận cầu rạch bần Không có điện thoại, không an toàn, quá bất điện Tôi đã xin anh Nhu được căn biệt thự số 5 Vizier cấp cho anh rồi. Đi Cần Thơ về nhận nhà ngay nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn quái gì. Bốn phận của tôi chứ. Sẽ nhờ bà xã nhà tôi tổ chức tiệc mừng khi anh dọn đến nhà mới. Tuyến vui vẻ tiễn vũ đến cửa còn nhắc lại. Phải dành ngay căn nhà đấy. Nhiều thằng ngấp nghe lắm. Vũ cười gật đầu bắt tay Tuyến. Anh quay ra hành lang. Các bạn thân mến. Chương 11 tiểu thuyết điệp viên giữa sa mạc lửa đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại